ngơ nhìn xem nhà ai đám cưới thận đó. Anh trở út miền Tây sanh duyên chỉ hai miệt vườn. Cao trầu nhà trai đưa sang kiều giang dù che cô dâu. Ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vàng khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan. Yêu nhau mãi dài lâu dấu bao gian nan một lòng. Ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui. Đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai gieo chỉ sai tơ hồng. Ta nên vợ chồng đồng lòng ta càng biến xin con gái cuối năm thêm cu tèo. Đôi ta duyên nào gió trời bên nhau trọn đời một lòng son sắt thủy chung. Chúc mừng chị ba cô tư anh sáu hai nhà đầu năm vui đám cưới. Trai đưa sang kiều giang dù che cô dâu. Ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vàng khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan. Yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng. Ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui. Đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai gieo chỉ sai tơ hồng. Ta nên vợ chồng đồng lòng ta càng biến đông. Muối mặn gừng cay anh ơi em vẫn thương hoài. Đầu năm sinh con gái cuối năm thêm cu tè. Đôi ta duyên nợ gió trời bên nhau trọn đời một lòng son sắt thủy chung. Chúc mừng chị ba cô tư anh sáu hai nhà đầu năm vui đám cưới. Xuân về nhà nhà yên vui. Ai gieo chỉ soi tơ hồng. Ta nên vợ chồng đồng lòng ta càng biến đông. Muối mặn gừng cay anh ơi em vẫn thương hoài. Đầu năm sinh con gái cuối năm thêm cu tèo. Đôi ta duyên nợ gió trời bên nhau trọn đời một lòng son sắt thủy chung. Chúc mừng chị ba cô tư anh sáu hai nhà đầu năm vui đám cưới. Xuân về nhà nhà yên vui. Miền Tây thăm dòng Chùa Long có ba mẹ đã...
sông, có những cánh đồng chờ lúa chín. Sáu trăm bốn, bốn cái nha con, cúi đầu xuống. Bốn con. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ, quay ra. Quay ra hai sát. Hay là ngoài đại sát hai sát. Quay đợi đã. Một, hai, ba. Trong cái lễ chương trình của nhà trai chúng tôi để đến là trình qua cái lễ của dâu. Trước tiên là bên họ nhà trai chúng tôi có sắp 6 mâm phẩm vật để tánh lễ. Thì ngày hôm nay là trước đó là một con lộc, một năm mâm quà để tánh lễ là trước để cúng gia tiên. Kế đó là hai họ chuột lấy thảo chiếc họ nhà trai chúng tôi. Là qua cái chương trình trình bày đó thì bây giờ để cho bên họ nhà trai nói với nhà trai. Con đang về có hai đứa mình cùng hẹn hò đơn duyên. Em là cô dâu thị thành, anh đây là chú rể biệt vườn. Hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn em ơi. Ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Một, hai. Cha mẹ nhà gái của là thắp hương xong rồi thì bây giờ là để tiến hành là hai thông gia phụ là chú rể là lên đôi ra đây là để cho là chú rể làm lễ ông bà cha tiên. Vậy trân trọng kính mời hai thông gia đứng lên để phụ chú rể. Thương lan thương em thiệt tình, mai đây mình nên nghĩa vợ chồng. Ta sẽ cùng về quê hương, đám cưới rộn ràng vui hơn. Nàng dâu xinh quá, cô dâu hiền có bao chàng đời mong. Anh đưa em về, em mới theo anh về. Thăm lại miền Tây, thăm dòng Cù Long có ba mẹ đời mong. Có những chuyến đò trên sông, có những cánh đồng chờ lúa chín. Có ánh trăng thề, có hai đứa mình cùng hẹn hò đơn. Thị thành, anh đây là chú rể miệt vườn. Hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn em ơi. Ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn em ơi. Ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Hai, ba, bốn, quay ra. Đó là đồng ý ông Hà. Thành phần lễ thứ nhất đã xong. Bây giờ tôi được xin chức thì là làm lễ là thứ hai, là để cho chú rể làm lễ ông bà. Đây là bà nội của con dâu. Rồi, nói nhìn đây con chụp nha, nói ra. Nếm mồi rồi nói. Xá nội hai xá được. Hết luôn nội. Nếm mồi. Giai cấp ông bà là ông nội bà nội ông ngoại ngoại giai cấp ông bà đó thì là sẵn sàng bước ra cho chú rể làm lễ ra mắt ngày hôm nay. Thì bây giờ là tôi cho sang trọng kính mời cô dâu ra để tiến hành là cùng chú rể. You are beautiful, you are
nay yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thanh thơ. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ông bướm lại hòa nhạc. Bao đau thương cô lệ trần gian anh gom vào mày. Bao dâm chốn đời nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biến cưng anh một tay bút thần anh tô hoa chanh. Đem sức trái say đêm đài gấp vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật lòng nàn bằng tình yêu say đắm, không dỡ gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ, cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Thời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tuyệt vời, niềm tin và sức sống không có ai ngăn được mình trên chiếc xe tầm hồn. Ngày hôm nay đã chơi trên cháu quả lọc tên là tôi có đôi tay là bên hội nhà trai chúng tôi là cha mẹ chồng cho cô vô đúng một cây vàng 24 thì trong đó mấy món là thì tôi không hiểu mà một cây vàng 24 tức là 10 chỉ vàng 24 đó thì bây giờ là trao tặng cho cô vô trên chiến xe tóc thành tình yêu. Em không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong van ngày đông giam tay nào ai. Kia lời dễ chào thua nói gì đâu vô đêm mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà trao báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cấp đơn trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Thế gian này không ai yêu em được bằng anh. Anh là number one trong em mà thôi ta cùng nhau hòa vang niềm vui. Nhưng ta tình ông đứng của anh được thật lòng trong ta chỉ anh người ơi. Không sai đâu rồi em người yêu hơi my lady. You are beautiful, you are so cute, you are so sexy. Thương cô lệ trần gian anh gom vào mày. Bao dâm chốn đời nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biến cưng anh một tay bút thần anh tô hoa chanh.
trôi thật nhanh thấm thoát vui đùa. Còn đâu ngày xưa bình yên giống trái tháng ngày, giờ em càng lớn càng xinh mất biết lòng này. Mẹ cha thường hay bao giờ có lẽ thứ năm là lúc dâu và kế đó thịnh họ nhà gái. Vậy là sau đó là còn là lễ thứ sáu tôi tiếp tục thì sao? Nhớ rượu mẹ ơi. Rồi hai bà xui cũng ly luôn nha, chạm ly luôn, uống cạn luôn xui ơi, vô. Cái ly rượu này là tới một cây vàng 24 rồi đó. Cúi đầu hai đứa cúi đầu nè. Rồi góc thêm dạ, đưa tay dạ, dạ, rồi góc thêm hai mấy tay rồi tiếp tục rồi rồi bây giờ là đây, con bưng 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 rồi ông xui ơi, nhận rượu ông xui đứng gần phan phan đấy phan rồi cho nhìn nhìn thầy em cũng đây rồi nhìn đây cái nhà ơi cái nhà nhìn đây nhìn mấy chị hai chị ơi nhìn đây nhé rồi hai ông xui vô ông xui ơi vô cúi đầu ơi cúi đầu hai ông xui nhận ly lên nhận ly. Ngày mai mình cưới nhau đi, cho quê ta nức tiếng cười. Cứ đi nào xóm cuối xóm, dọn dàng đám cưới bên sông. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta bên nhau đến suốt đời. Mặc cho đời lắm sóng gió, mình cùng nhau dẫn tay qua. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta sinh thêm anh nhóc thì một gia đình nó ấm áp, cần gì hạnh phúc đâu xa. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta yêu thương đến lúc tiền xanh dù có hoa đá thì tình ta chẳng vội phai. Sáng sớm là nghe trống chiêng tưng bừng, từ làng trên xóm dưới đền rang. Nào xuồng ghe cho tới mai cài, cùng về đây đi đón cô dâu. Tuy đúng là hai xóm chung một nhà, từ bà Mai cho tới thông gia. Dù càng xa cho ấm thêm cái tình này, họ hàng xa cũng quá ra một nhà ta. Buồn cao đưa lối duyên quê nắng mưa ngọt bùi, vườn xanh có em chăm bóng, vườn sâu có anh đừng lo. Vô một ly nhà gái nè, thêm một ly nhà trai nè. Năm nay mừng duyên đôi lứa, năm sau đó con đầu lòng. Nhà ai có anh rể quý, thêm dâu hiền xứng đôi làm sao. Đám cưới miền quê có chi cho rườm rà, này bồn bông mình đem kết thuyền hoa. Rập thì cây trái sen lá dừa, một ngày vui gái trai cùng say. Yo! Tôi là dân miền Tây nha, vui thì đâu có say nè. Năm bảy ly như vậy thì đâu có gì mà tôi phải ngán. Cứ là nhậu tới sáng, hát là tôi xả láng. Ông bà cô chú bác anh chị bạn bè 1 2 3 vô nha. Sáng sớm là nghe trống chiêng tưng bừng, từ làng trên xóm dưới đền rang. Nào xuồng ghe cho tới mai cài, cùng về đây đi đón cô dâu.
cưới đúng là hai xóm chung một nhà. Từ bà Mai cho tới thông gia, dù càng sai cho ấm thêm cái tình này, họ hàng xa cũng quá ra một nhà ta. Ơi làng quê miền Tây, ơi người dân miền Tây, hay chầu buồn cao đưa lối, duyên quê nắng mưa ngọt bùi, vườn xanh có em chăm bón, vườn sâu có anh đừng lo. Vô một ly nhà gái nè, thêm một ly nhà trai nè, năm nay mừng duyên đôi lứa, năm sau đó con đầu lòng, nhà ai có anh rể quý, thêm dâu hiền xứng đôi làm sao. Đám cưới miền quê có chi cho rườm rà, này bồn bông mình đem cái thuyền hoa, rập thì cây trái sen lá dừa, một ngày vui gái trai cùng sai, một ngày vui gái trai cùng sai. Thứ lễ mày ra quay qua đây cháu với bà làm đây nãy giờ thì cái tiền mời đó ông nội bà nội mấy già giai cấp là ông bà của cháu đó thì sẵn sàng lúc qua để cho hai cô dâu có thể dân đi trong lễ lễ tân hôn này xem để hỏi cháu ơi lấy rượu đưa đi con. Là lễ cho đã thì chắc tay được không? Gặp đầu xá hay con dịnh ly lại đi kinh hạ thấp xuống để ăn tặng bà. Rồi bà sắp nhìn đây nha, bà sắp nhìn đây diễn diễn cho chị chụp lại đi. Bà Sáu ơi không nước mọi người dây cấp của ông bà của cháu bỏ một ngàn tay đó gạt thẹn bóp vô là để nhận lý của đi nhà mình lên là hai người đi của người nhà hai người đang ai nhận rượu của cô dâu diễm sức tâm đi diễm sức tâm cậu ơi nhìn đây nha cậu nhìn đây nha dạ dạ không nếu mà ai còn giai cấp ông bà là sẵn sàng bước vô chúc liên quan đến nhỏ để anh muốn ai gọi anh kèo cây là dân chủ và ông bà là một tết đẹp dẫn hơi vậy rồi ba đã tư rồi chưa rồi rồi một lần nữa xin câu hỏi là giai cấp bà bác chú cô cậu gì dưỡng giữa hai tấm lòng nội ngoại của cháu Vũ ngày hôm nay là đã thành đôi mà không hết hai mở đến gần hả đến gần hai là muốn đứng hai bên đứng trên hai bên đi hai bên đẹp nhờ vậy đi ra ý kiến anh hai xui cái nhà mình nhìn đây à một lần nữa giai cấp mà là bác chú cô cậu gì nhượng của tôi cho cậu kẹo cậu thứ này chết luôn rồi cậu đây là thấy là hồng lớn lắm. Rồi uống luôn thầy ơi. Chắc uống cạn luôn á. Cạn luôn uống đi. Xin biết rồi. Uống đi vô tặng quà luôn. Cảm ơn.
bị fan chị chụp lên. Chứ lưng chị chụp lại. Rồi, đó đi. Tôi xin phép đây bạn bác đây là trung đại diện của thằng gái thì nuôi con thì từ nhỏ lớn và tới nó không lớn thì tất nhiên cũng hôm nay là ngày vui của cháu thì cũng không ngờ là bên cha mẹ bên cháu thì họ nhà gái có tặng quà gì cho con thì cũng lên đây thành năm lách là một chiếc gà gá, cái đó là phần của bên thằng gái là đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám bước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài nhau. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con. Muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang em thế nào. Anh ta khoảng chừng 20 mấy, với lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám bước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài nhau. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con. Muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, thế nào. Anh ta khoảng chừng 20 mấy, với nắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm. Thì thứ tư là trong qua lễ thì tôi xin được là kính thỉnh là họ là gái qua sẽ bị là trai trong thời gian chờ đợi nãy giờ khá lâu nên thử ra rồi mà tỉnh cho cái đó là kết thúc buổi lễ ngày hôm nay rồi vậy cho càng hết bài đi. Lại nhé em, có chẳng có sao trên trời, có anh có em. Đều.